Đây là ý tưởng cho một phòng tắm tuyệt vời năm nay nhé. 1. Thay chiếc gương thông thường, hãy lắp đặt tủ gương thông minh nhé. Mỹ phẩm xung quanh bồn rửa sẽ rất bừa bộn. Mua một chiếc tủ gương thông minh có nguồn sáng tích hợp ngay trước gương, rất phù hợp để đồ bên trong, khi vệ sinh sẽ tiện hơn rất nhiều. 2. Không lắp vòi nước trên bồn rửa, phía sau sẽ là góc chết, sẽ rất khó dọn dẹp và vệ sinh. Thay vào đó hãy làm đường ống ngầm, lắp đặt ngay trên tường, nhìn trông thời trang và tối giản. Lưu ý vòi nước phải xoay được, sẽ dễ sử dụng hơn đấy. 3. Không làm ống thoát nước thẳng sẽ tạo góc chết khó vệ sinh, lại còn khiến nhiều côn trùng có thể chui lên. Hãy dùng ống thoát nước trên tường và cống thoát nước bên dưới, vệ sinh sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy lắp phụ kiện đường ống âm tường chuyên nghiệp, đảm bảo đường ống được bịt kín để ngăn mùi và côn trùng bò lên. 4. Đừng mua bình nước nóng như này, nó chiếm rất nhiều diện tích, van hở cũng xấu và khó vệ sinh. Thay vào đó hay mua bình nước nóng phẳng như này, nhìn mỏng và thời trang hơn, van ấn cũng đẹp hơn. Bạn cũng có thể làm một tủ đựng đồ bên dưới, thiết thực hơn. 5. Đừng làm bồn cầu thoát sàn, các góc chết khó vệ sinh,